Chúa ơi, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con Amen. tôn cao Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại và quyền năng, là Jehovah Rapha, là đấng chữa lành của chúng con. Và chúng con biết rằng Ngài đang ở đây cùng với chúng con. Không việc gì khó quá cho Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ tại Nazareth, con công bố những anh chị em của chúng con, bà Bùi Thị Bảy bị gãy xương đùi, rồi nhiều những người khác. Chúa ơi, bà Phú Yên ở Phú Yên 80 tuổi, Chúa ơi, bà Mì đang cấp cứu ở viện, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu, tất cả những ai đang mệt mỏi, đang bị ốm đau, đang bị bệnh tật mà chúng con đã ghi ra ở trên phòng chat, trong phòng Zoom của chúng con, nơi có sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu vì thân thể của Ngài đã bầm dập vỡ nát bởi vì sự chữa lành của chúng con. Cảm ơn Chúa. Và con dâng những người anh chị em yêu dấu của chúng con trong tay của Ngài. Con công bố quyền năng sự chữa lành của Ngài khai phóng trên thân thể của anh chị em chúng con. Giống như Ngài đã từng chữa lành cho người què, cho người mù, cho người câm, cho người điếc, thì nhân danh Chúa Giêsu Christ, quyền năng đó vận hành một cách bội phần trên anh chị em chúng con, những người thân yêu của chúng con, và thân thể của họ tiếp nhận sự chữa lành của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng chữa lành. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã chữa lành cho anh chị em của chúng con. Chúng con tin Ngài, chúng con yêu Ngài, và chúng con tiếp tục bước đi với Ngài. Chúng con tiếp tục giao truyền sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúa Giêsu của chúng con, đấng phục sinh, đấng có quyền chữa lành trên thân thể của chúng con, trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con công bố anh chị em chúng con tiếp nhận sự chữa lành của Ngài. Ngợi khen Cha vô cùng. Cảm ơn Chúa. Bởi vì chúng con được ở đây cùng với nhau trong sự hiện diện của Chúa. Chúng con nhìn thấy những điều kỳ diệu Ngài đang làm, Ngài đang hành động, để chúng con tiếp tục bước đi trong quyền năng đắc thắng của Chúa, để tin lành của Chúa tiếp tục được giảng ra và nhiều người được cứu. Chúa ơi, con cũng rất là vui mừng và cảm thấy phước hạnh khi mà con thấy có những tôi tớ của Chúa. Rồi con thấy thầy Tình lần nào cầu nguyện cũng dâng các tôi tớ của Chúa là mục sư Nhẫn, mục sư Song, mục sư Thành, mục sư Hiền, mục sư Phong. Bởi vì lãnh đạo vô cùng quan trọng. Chúng con nhận biết điều đó. Không phải chúng con khen hay chúng con nịnh, nhưng mà đó là điều chúng con mong muốn, những tôi tớ, những người lãnh đạo của chúng con được phước. Và khi họ được phước thì chúng con sẽ được phước. Bởi vậy Chúa ơi, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, xin tiếp tục những tinh thần thờ phượng, tinh thần cầu nguyện và tinh thần học hỏi lời của Chúa được đầy dẫy trên chúng con. Và chúng con nhận lấy quyền năng đắc thắng từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chữa lành cho tất cả quý vị ông bà anh chị em chúng con. Còn những ai đang ở trong phòng Zoom này nữa, Chúa ơi, đang mệt mỏi, đang ốm đau bệnh tật, thì ngay giờ này quyền năng sự chữa lành của Ngài khai phóng trên thân thể của họ. Còn cảm ơn Chúa, và chúng con công bố rằng chúng con tiếp nhận sự chữa lành của Ngài. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển cho Ngài. Chúng con hết lòng thành kính và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.